Xin chào các bạn nha, trên tay mình đây là Itel IT2590, một cái sản phẩm dành cho người lớn tuổi. Thì ngay ở phía trước các bạn có thể thấy là một cặp ông bà cụ lớn tuổi tóc bạc phơ ở đây. Máy này thì sẽ có cái dung lượng pin rất là lớn, 1.900 mAh, cho phép thời gian chờ là 40 ngày. Chúng ta sẽ có phông chữ lớn đó. Ở phía sau thì nhà sản xuất cũng có cho chúng ta biết thêm một số các cái tính năng nổi bật của máy, ví dụ như là kích thước này, độ phân giải màn hình, loa lớn, sẽ có phím SOS riêng biệt, sẽ có đèn pin, camera sau. Chúng ta sẽ có màn hình 2,2 inch, FM không cần tai nghe. Chúng ta sẽ có bộ nhớ RAM và ROM 32 MB và hỗ trợ tối đa thể nhớ 32 GB, cũng như là sẽ có một cái đế sạc nha các bạn. Sản phẩm này thì sẽ được Itel bảo hành trong vòng 1 năm và lỗi là một đổi một trong 100 ngày đầu tiên. Thì về mức giá bán mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả nha các bạn. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Phía bên trong hộp thì các bạn sẽ có thêm, đó chính là một cái adapter sạc. Adapter sạc thì mình để ý là nó sẽ có nguồn ra là 5V và 350 mAh loại sạc liền dây. Thì cái adapter sạc này nó có cái nguồn điện ra khá là nhỏ, do đó để mà đầy được viên pin 1.900 mAh này thì khoảng từ 4 đến 5 tiếng nha các bạn. Chúng ta sẽ có thêm một cái đế sạc ở đây nữa. Về mặt lý thuyết thì nó sẽ mất khoảng 4-5 tiếng như đó để đầy được cái viên pin 1.900 mAh. Một cái đế sạc màu đen, ở bên trong nó sẽ có hai chấu tiếp xúc. Đó. Thì hai chấu này nó sẽ tương ứng với cả cái cạnh dưới của máy, một lát nữa mình sẽ xem. Chúng ta sẽ có một cái cổng sạc vào là cổng micro USB. Cái này bắt buộc phải dùng cổng sạc nha. Thì cái nguồn vào của nó cũng là 5V 350 mAh và nguồn ra cũng là 5V và 350 mAh, nó sẽ bằng cái nguồn ra của cái cục này. Và một cái thẻ bảo hành của Itel nhìn in rất là đơn giản vậy thôi, lỗi phông chữ luôn này đó. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp pin vào máy nhé các bạn. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta thì các bạn thể thấy đây là một cái máy có một cái màu xanh nhìn rất là đẹp mắt. Ở phía đằng sau thì chúng ta sẽ có camera, loa ngoài dòng chữ Itel được in nổi ở đây và một cái nút SOS. Cái này nó đã được cài sẵn cái số tổng đài hotline 115, tức là khi các bạn ấn á, thì tự động nó sẽ gọi 115. Thì nếu mà mình cảm thấy nó không có cần thiết lắm hoặc là nó khó chịu trong quá trình mà mình thao tác thì mình có thể mình tắt cái phím đi. Ở trong phần cài đặt, cạnh bên phải không có gì, phía trên chúng ta sẽ có đèn pin, cạnh bên trái thì chúng ta sẽ có một cái phím để tắt mở đèn pin nhanh. Đây là một cái phím rất là quen thuộc dành cho những cái dòng máy của những cái người lớn tuổi nha các bạn. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có giáp tai nghe 3,5, cổng sạc micro cũng như là hai cái chấu nhỏ ở đây để mà các bạn có thể đặt lên cái đốc sạc sạc cho cái máy này một cách nhanh hơn. Góc dưới thì chúng ta sẽ có một cái ngàm nhỏ nhỏ để chúng ta tháo nắp pin ra nha các bạn. Nếu các bạn mình đánh giá thì cái chất lượng hoàn thiện của cái sản phẩm này nó khá là tốt nha, và các cái thiết kế này thì nó cầm rất là bám tay, nó sẽ không bị tình trạng trơn trượt nha các bạn. Máy sẽ sử dụng hai sim là một sim micro, tức là chuẩn sim số 2 trong cái khung sim á, và một sim lớn, một cái cắm thẻ nhớ. Viên pin 1.900 mAh BL19CI nha các bạn. Cái đèn pin của máy rất là hay, tức là khi mà các bạn gắn pin vào á, thì không cần mở máy nên là nó vẫn hoạt động này. Đó, mình có thể tắt đi nha. Gạt đèn rất là tiện lợi. Phía trước thì chúng ta sẽ có một cái màn hình khá là to. Phía trước chúng ta sẽ có một cái màn hình có kích thước là 2,2 inch. Mình sẽ chỉnh tiếng Việt nha. Nó có tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Thái nữa. Kích thước là 2,2 inch nha các bạn. Bàn phím T9 rất là quen thuộc. Phím menu, phím nghe điện thoại, một cái phím tìm kiếm danh bạ, dập cuộc gọi và hai phím lên xuống rất là đơn giản. Đó. Một cái máy mà rất là ít các cái chức năng nha, thì nó hướng tới cái người dùng là người già nha các bạn. Dãy bàn phím T9 thì rất là to, khi mà các bạn bấm thì cái số trên màn hình nó cũng rất là lớn này, mà nó sẽ có thêm tính năng là TTS, tức là Text to Speech, tức là chuyển cái văn bản từ cái hình chữ này này sang dạng đọc, dạng nói nha. Rất là to các bạn.
Thì để tắt được tính năng TTS đó thì các bạn sẽ giúp mình vào cái phần cài đặt này. Chúng ta sẽ vào cái phần số 8 đây, chuyển văn bản thành giọng nói. Thì mình có thể bật tắt tùy thích nha. Trên cùng này là trình quay số, tức là khi các bạn bấm như lúc nãy mình bấm á, nó sẽ nói cuộc gọi đến, khi mà nó hiện chữ kích hoạt có ai đó gọi đến thì nó cũng sẽ đọc số nha, danh bạ cũng sẽ đọc số trong danh bạ luôn. Nó rất là nhiều, đọc giờ nữa nha các bạn, âm lượng nữa. Âm lượng này là báo mình chỉnh cái mức âm lượng để cho nó đọc to hay nhỏ này. Đấy, các bạn muốn nó đọc nhỏ thì mình có thể chỉnh thấp thôi, còn muốn đọc lớn thì để mức cao. Để tắt đi thì cứ chọn mình một mình muốn tắt, ví dụ như là mình không muốn bấm số nó kêu thì các bạn bấm không kích hoạt. Đó, xong rồi đó. Này, bấm đây, hết kêu rồi. Rất là to nha. Ở giao diện UI của máy thì nhìn khá đơn giản, tin nhắn, nhật ký cuộc gọi, danh bạ, đa phương tiện để chúng ta có thể chụp ảnh này, quay video, phát video, chơi nhạc, ghi âm. Chức năng khác thì chúng ta sẽ có một số các cái ứng dụng cơ bản, ví dụ như là quản lý tài liệu này, máy tính này, lịch, chuông, giờ thế giới, bộ công cụ SIM, kính lúp, tận dụng camera này để mà mình có thể soi được nha. Và cài đặt hết à. Đây. Trong phần cài đặt này thì nó sẽ có thêm cái chế độ là khẩn cấp nha các bạn. Này, đang bật này. Đó. Và cái số khẩn cấp thì mặc định của máy là 115. Tức là khi mà các bạn bấm cái này mà gắn SIM là nó sẽ gọi cho 115. Một số người có đến nói với mình rằng là nó hơi bị phiền một tí, bởi vì là nhiều khi họ bị cấn máy á, bấm gọi 115 thì tự nhiên 115 họ gọi lại hỏi là có vấn đề gì hay không mà gọi tổng đài. Thì các bạn có thể sửa một cách là ấn vào chọn đây, sau đó mình sẽ ấn vào phần sửa nhập số, thay 115 bằng một số nào đó bất kỳ, ví dụ như này chẳng hạn, nó 115333333 gì đó, xong ấn chọn xong đó. Thì đảm bảo là khi mà các bạn bấm vào cái phím này thì nó sẽ không có bị gọi cho tổng đài nữa. Phím này còn có tác dụng là khi mình bấm nó sẽ kêu lên các bạn. Đó. Nó kêu rất là to nha, kêu trong trường hợp mà phụ huynh của mình, người lớn tuổi mà họ chẳng hạn như vô tình họ bị trượt té hoặc là bị gì đó thì chỉ cần bấm thôi để có thể là gây sự chú ý để cho người nhà đến để hỗ trợ cho họ nha. Thì đây thực sự là một cái máy rất là phù hợp cho những người lớn tuổi. Cái màn hình của nó cũng khá là to và nó được cong tràn ra xung quanh. Cái thiết kế rất là đẹp nha các bạn, thiết kế rất là đẹp. Các phím bấm thì rất là to, cảm giác bấm tốt, bằng nhựa chứ không phải là bằng cao su, nhưng mà cảm giác bấm rất là tốt, nó to và nó sẽ có thêm những cái chấm nhỏ nhỏ trên này nữa để có thể hỗ trợ được cho cả những cái người mà họ bị khiếm thị nữa, thao tác một cách rất là dễ dàng này đó. Thì thực sự đây là một cái máy rất là ok nha các bạn. Về mức giá bán của sản phẩm thì mình sẽ để đường link ở phía dưới phần mô tả, nhưng mà nó chỉ đâu đó khoảng 300-400 ngàn thì mình thấy cực kỳ tuyệt vời. Một cái máy mà có thể sẽ đem lại nhiều các cái lợi ích cho phụ huynh của chúng ta, các bậc ông bà, cha mẹ, những người lớn tuổi muốn có một cái thiết bị nhỏ gọn, phông chữ lớn, chuông lớn để có thể gọi điện. Ok, video của mình xin kết thúc tại đây, và nếu các bạn cảm thấy video hay hữu ích nhớ đừng quên like, share và đăng ký kênh giúp mình nhé. Và trên tay mình đây là Itel IT2590 đang được bán chính hãng tại các cửa hàng của Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh. Các bạn quan tâm về sản phẩm thì có thể click vào đường link mua hàng ở phía dưới phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo của Nóng TV. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian để theo dõi video của mình.